giá heo hơi hôm nay mùng 10 tháng 6, đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước. Giá heo hơi hôm nay, mùng 10 tháng 6 đồng loạt trứng lại trên diện rộng, cả nước vẫn còn 69 ổ bệnh dịch tả heo châu Phi tại 27 tỉnh, thành phố. Đến nay, các địa phương đã tiêu hủy 70.300 con gia súc mắc bệnh. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc cao nhất 57.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay đồng loạt đứng yên. Trong đó, Mức giá cao nhất khu vực là 57.000 đồng mỗi kg được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Nội. Thương lái ở các địa phương còn lại vẫn giao dịch ổn định tại mức 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay được ghi nhận trong khoảng 56.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 56.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 56.000 đồng mỗi kg. Hưng Yên là 57.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 57.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 57.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 56.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 57.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 57.000 đồng mỗi kg, Tiên Quang là 56.000 đồng mỗi kg. Cục chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin, hiện nay các bệnh lở mồm long móng, tai xanh đã được kiểm soát, không có dịch. Tuy nhiên, trên địa bàn cả nước vẫn còn 69 ổ bệnh dịch tả heo châu Phi tại 27 tỉnh, thành phố và có 25 ổ dịch viêm da nổi cục tại 7 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, cả nước phải tiêu hủy 70.300 con gia súc, gia cầm mắc bệnh, trong đó tiêu hủy 53.600 con gia cầm hơn 26.300 con heo, 370 con trâu, bò, theo báo Hà Nội mới. Cục chăn nuôi yêu cầu các địa phương tích cực chỉ đạo người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi thông qua biện pháp tăng cường chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học. Cùng với đó, khuyến cáo người dân, trước khi vào nhập đàn nuôi mới, cần tiến hành tổng vệ sinh tiêu độc môi trường, tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm đúng quy định. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung. Tây Nguyên quanh mốc trung bình là 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay lặng sóng. Theo đó, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Trị và Thanh Hóa vẫn đang neo tại ngưỡng 56.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Đà Lạt hiện đang cùng thu mua heo hơi ổn định với giá 54.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Mức giá 55.000 đồng mỗi kg được ghi nhận tại các địa phương còn lại. Tương lái khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 56.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 55.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 56.000 đồng mỗi kg, Từ Thiên Huế là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 54.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 56.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 55.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 54.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 56.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cao nhất 58.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi khu vực phía Nam cũng đi ngang theo xu hướng chung. Hiện tại thương lái tỉnh Bến Tre đang giao dịch với giá thấp nhất là 54.000 đồng mỗi kg mức giá cao nhất được ghi nhận tại tỉnh An Giang là 58.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại thu mua heo hơi ổn định quanh mốc trung bình là 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đang giao động trong khoảng 54.000 đồng mỗi kg đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 55.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 55.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 56.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 55.000 đồng mỗi kg. Tây Ninh là 56.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 55.000 đồng mỗi kg, Long An là 55.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 57.000 đồng mỗi kg, An Giang là 58.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 57.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 55.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 55.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 55.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 56.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 56.000 đồng mỗi kg. Bạc Liêu là 57.000 đồng mỗi kg. Trà Vinh là 57.000 đồng mỗi kg. Bến Tre là 54.000 đồng mỗi kg. Sóc Trăng là 55.000 đồng mỗi kg.